Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 1 tên tháng 2 năm 2021 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 7 giờ tối thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta có rất nhiều những thông tin mà Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn Cho nên hôm nay cũng sẽ là như những cái video trước đó cũng sẽ khá dài Và chúng ta hôm nay đã bước qua tháng 2 rồi Thì các bạn thấy được là tháng 1 là một tháng mà rất tốt đối với là Bitcoin Bitcoin bắt đầu từ tháng 1 các bạn cũng nên nhớ là cuối năm 2020 thì thời điểm đó giá của Bitcoin đóng lại là cái mức là chỉ có 28.000, 29.000 mà thôi Nghĩa là 28.975 Nhưng mà từ cái mức đó cho đến bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin cũng đã có sự tăng trưởng rất tốt Trong tháng 1 của năm nay Tuy rằng các bạn thấy là nhiều người thì lại không có nghĩ như vậy Tại vì chúng ta đã thấy Bitcoin lên tới 42.000 Sau đó điều chỉnh trở lại ở cái mức bây giờ là 33.643 Thì nhiều bạn cứ nghĩ là chúng ta có tháng 1 không được tốt lắm nhưng mà thật ra tháng 1 là một tháng rất là tốt vẫn là một tháng tăng trưởng của Bitcoin các bạn đã thấy là giá Bitcoin đi từ 29.000 lên tới 33.000 nếu như mà chúng ta không thấy cái sự tăng trưởng mạnh trong vòng 2-3 ngày này mà dẫn Bitcoin lên tới 42.000 thì tôi nghĩ là nhiều bạn bây giờ vẫn rất hài lòng với cái sự tăng trưởng của Bitcoin từ 29.000 đầu tháng cho đến cuối tháng là lên tới 33.000 Và thực ra giá Bitcoin đó sau khi mà điều chỉnh thì các bạn thấy được là giá Bitcoin đã đi hàng ngang trong vòng khoảng chừng là 3-4 ngày qua Và giá Bitcoin vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 33.000 Các bạn thấy là bây giờ là 33.660 Và cách đây 2 ngày Thuận đã chia sẻ một cái bài viết uh, liên quan đến là dùng 33.000 đô sẽ được hỗ trợ bởi crypto khoan thì bản thân thuận thì các bạn thấy được là thuận thì thận trọng hơn nghĩ là 30.000 đô là một cái dùng mà chúng ta đã thấy bitcoin được hỗ trợ nhiều lần và 30.000 đô thường nghĩ là đã trở thành một cái vùng mà tâm lý nếu như mà Bitcoin đi hàng ngàn càng lâu đi trên cái mức 30.000 đô này càng lâu thì càng nhiều người sẽ làm quen với cái giá này các bạn thấy được là cho tới ngày hôm nay để chúng ta nhìn vào coi coi là tổng cộng bao nhiêu ngày liên tục Bitcoin đã không đóng cái nến ngày dưới 30.000 đô thì các bạn thấy được là từ cái thanh này qua đến thời điểm bây giờ thì đã có tổng cộng là 31 ngày 31 ngày liên tục đương nhiên ngày hôm nay vẫn chưa đóng lại Nhưng mà nếu như ngày hôm nay đóng lại trên 30.000 đô nữa thì đã có 31 ngày liên tục Bitcoin trên cái mức 30.000 đô và càng trên mức 30.000 đô càng lâu thì nhiều người lại càng làm quen với cái mức giá này Cho nên mỗi lần mà giá Bitcoin đi xuống dưới 3.000 đô thì có thể là nhiều người nghĩ là giá Bitcoin rất là rẻ Đây là cái tình hình liên quan tới Bitcoin Chúng ta cũng sẽ nói về tình hình của Ethereum cũng như là Allcoin Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói thêm một số thông tin liên quan tới Bitcoin Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một cái tài liệu Tài liệu này thường đã chia sẻ ở trên những mạng xã hội Nhưng mà nào mà chưa theo dõi thông cáp được trên mạng xã hội thì cũng nên theo dõi Để nhận được những thông tin mới nhất Thì các bạn thấy được là bài viết này là thuận chia sẻ tối ngày hôm qua thì chúng ta nhìn vào tình hình của tối ngày hôm qua thì Crypto hoàn thông báo đã có một số lượng Bitcoin lớn vừa rời khỏi Coinbase Tổng cộng là 15.000 Bitcoin, các bạn thấy được là 15.000 Bitcoin Nhưng cho cái mức giá mà rời khỏi là khoảng 32.400 thì đây là một cái giao dịch cực kỳ lớn và chúng ta nhìn vào cái tài liệu của ví đến nghe là cái ví này thì các bạn thấy đây là một cái ví mà liên tục được nạp Bitcoin vào thì bây giờ nhiều người đương nhiên chúng ta không biết được là chủ của cái ví này là ai nhưng mà bây giờ nhiều người thì cho là đây là một cái giao dịch OTC nghe là cái giao dịch thỏa thuận dòng ngoài đó ở trên sàn Coinbase sau khi mua xong người này đã đẩy tiền vào trong ví cá nhân của mình và trong ví này các bạn thấy được là liên tục Thu mua rất là nhiều Bitcoin và đây là cái giao dịch mà chúng ta mới vừa nói tới Các bạn thấy là cái thanh màu đỏ này tăng rất là nhanh Tổng cộng là 15.000 Bitcoin đã được di chuyển rời khỏi Coinbase vào trong ví ví của một người nào đó Các bạn thấy được là đây là cái tài liệu của ngày 31 tây tháng 1 Nghĩa là tối ngày hôm qua thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội Đây là cái thông tin thứ nhất Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và mỗi một số video đó thường đều có một cái playlist riêng nhưng mà nào mà muốn xem liên tục những cái video trong cái số đó thì cái bấm vào playlist Như các bạn thấy được là chúng ta có playlist của video 936, 935, 934 vân vân Mỗi một số đều có một cái playlist riêng cho nên các bạn muốn xem liên tục thì bấm vào playlist sẽ tìm thấy cái thông tin này. Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuần Capital trên những mạng xã hội đó, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram Channel, Facebook, Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách là bấm vào cái link bên dưới và theo dõi thuần Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào, các bạn hãy tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là các bạn thì được giảm phí giao dịch và đăng ký vào group nhận hỗ trợ khi các bạn sử dụng những dịch vụ này trong đó chúng ta có sàn SnapX, sàn MT, sàn Binance, sàn Bybit, Coinbase và ứng dụng BlockFi ứng dụng mà các bạn có thể là gửi đồng crypto để mà nhận lãi và crypto hoa ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng để mà xem tình hình on chain của thị trường như thế nào nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì chỉ cần bấm vào cái link bên dưới Thứ nhì nữa các bạn thấy là một trong những thông tin rất là lớn đó chính là thông tin liên quan tới Elon Musk. Như bạn bây giờ thì chắc cũng đã biết là Elon Musk ngày hôm qua thì có một cái cuộc phỏng vấn và trên một ứng dụng gọi là Clubhouse và trong cuộc phỏng vấn này nói về rất nhiều điều liên quan tới à, những cái trí tuệ nhân tạo liên quan tới đi vào trong không chung Con người làm sao mới có thể lên được sao hỏa vân vân Và trong đó đương nhiên một trong những cái đề tài mà được đề cập đến mà hầu như ai cũng biết bây giờ Đó chính là đề tài liên quan tới Bitcoin Thì ai cũng biết là Bitcoin là như thế nào đối với Elon Musk Elon Musk nghĩ gì về Bitcoin tại vì các bạn thấy là Elon Musk hầu như vẫn chưa có đưa ra một cái thông tin chính thức là có ủng hộ hay là không ủng hộ hầu như là cứ đưa ra một số những cái câu nói vu vơ, vơ mọi người đều không biết là Elon Musk nghĩ gì về Bitcoin, Bitcoin mãi cho tới tối ngày hôm qua và các bạn cũng nên nhớ là cái đây hai ngày thì Elon Musk đã đưa ra một cái thuyết và cái thuyết đó các bạn thấy được chỉ để một cái câu nói là nhìn lại điều đó không thể tránh khỏi và sau đó cái info có nghĩa là ở trên Twitter cái phần mà info của Elon Musk đã đổi thành hashtag Bitcoin và chỉ bao nhiêu đó thôi thì đã dẫn đến là giá ca Bitcoin tăng trưởng rất là mạnh đi từ cái mức là 32.000 lên tới 36 37.000 nhưng mà sau đó đã đi ngược trở xuống cái mức bây giờ vẫn là C1 là 33.000 và Elon Musk ngày hôm qua thì đã cũng đã chia sẻ là đối với lại Elon Musk đó, trước hết Elon Musk nói là Elon Musk phải cẩn thận khi mà trả lời câu hỏi tại vì nếu như mà không cẩn thận thì sẽ làm cho giá cả có cái sự phản ứng mạnh và đối với lại Elon Musk đó, thì trước đây có rất nhiều bạn đã đào Bitcoin và thậm chí trong năm 2013 đó cũng đã có một người bạn làm một cái bánh Bitcoin để mà đưa cho Elon Musk và lúc đó 8 năm trước là lúc mà Elon Musk phải nên mua Bitcoin nhưng mà Elon Musk sẽ không có mua Cho nên Elon Musk nói là I do think Bitcoin is a good thing Có nghĩa là Elon Musk nghĩ Bitcoin là một điều tốt I am a supporter of Bitcoin Có nghĩa là Elon Musk là một người mà ủng hộ Bitcoin Late to the party But I am a supporter of Bitcoin Có nghĩa là Tuy là đã đến trễ nhưng mà Elon Musk đã khẳng định mình là một người hỗ trợ Bitcoin Và Elon Musk nói Bitcoin is on the verge of getting a broad acceptance from conventional finance people có nghĩa là Bitcoin đang trên con đường Đi được chấp nhận từ những người đầu tư truyền thống. Các bạn thấy được đây là một những câu nói khẳng định cái vị trí của Bitcoin đối với lại Elon Musk là Elon Musk là một người rất ủng hộ cái thị trường này, là một người mà ủng hộ Bitcoin. Tuy nhiên, Elon Musk chỉ nói đây là Bitcoin mà thôi. Còn về những cái loại tiền điện tử khác thì Elon Musk nói là không có một cái nhận định bây giờ. Đương nhiên Elon Musk cũng không quên nói về Dogecoin. Dogecoin đối với Elon Musk đó, đương nhiên là một cái trò chơi. Elon Musk chỉ muốn chiêu chọc mọi người mà thôi. Nhưng mà Elon Musk cũng nói là nếu như mà tạo hóa chế chiêu thì Dogecoin có thể là trở thành một trong những loại tiền được sử dụng trên trái đất này. Đương nhiên đây chỉ là một lời đùa của Elon Musk mà thôi. Điều quan trọng các bạn cần phải nhận được ở đây đó chính là Elon Musk đã khẳng định là một người mà ủng hộ Bitcoin Điều này đó rất là khác so với lại các bạn thấy là khi mà Elon Musk đưa ra cái thuyết để đẩy giá Bitcoin lên tới 38.000 cho đây chỉ có là 3 bốn ngày Lần này Elon Musk đã khẳng định nhưng mà giá Bitcoin hầu như không có cái sự thay đổi nhiều Tại sao? Tôi chia sẻ thêm một lát nữa Và chúng ta nhìn vào một số những thông tin khác nữa để thường chia sẻ với các bạn liên quan đến Guggenheim thì Guggenheim cuối cùng cũng đã mua 500 triệu Bitcoin nhưng mà Guggenheim mua 500 triệu đô la Bitcoin này là mua thông qua cái quỹ đầu tư Grayscale GBTC thì các bạn thấy được đây là cái tài liệu chính thức là ngày 31 tới tháng 1 thì Guggenheim công ty đầu tư đã mua 500 triệu đô la Bitcoin thông qua quỹ đầu tư của Grayscale BTC và chúng ta cũng đang nhớ cái vấn đề liên quan đến Guggenheim thì tôi đã chia sẻ trên những mạng xã hội các bạn thấy là cái vấn đề ở đây đó là ngày 21 tây tháng 11 lúc đó Bitcoin là ở cái mức giá là 17.000 đô thì Guggenheim nộp hồ sơ mua 500 triệu cổ phần của GBTC đương nhiên đứng sau lưng cổ phần của GBTC đó chính là Bitcoin thật sự tại vì công ty Rayscale đi thu Bitcoin sau đó là họ bán cổ phần mà cổ phần đó đứng sau lưng là Bitcoin ngày 16 tới tháng 12 thì Bitcoin đã tăng lên tới mức là 19.400 đô thì giám đốc điều hành Scott Miner của công ty Guggenheim đã nói là Bitcoin phải trị giá khoảng là 400.000 đô. Chúng ta cũng nói về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà sau đó thì giá lại tiếp tục tăng trưởng và ngày 11 tới tháng 1 đó, Bitcoin đã tăng lên tới cái mức là 38.400 đô. Thì cũng là giám đốc điều hành Scott Miner của công ty Guggenheim đã nói là Bitcoin sẽ giảm mạnh về 20.000 đô. Và đương nhiên, ngày hôm nay ngày 31 tây tháng 1 thì Bitcoin là ở mức là 34.200 đô. Thì họ cuối cùng đã hoàn thành là mua 500 triệu Bitcoin thông qua quỹ đầu tư của GBTC. Thì điều mà thường muốn chia sẻ với bạn có thể là các bạn đã thấy được có vấn đề nằm ở đây. Cái vấn đề đương nhiên là khi mà họ nạp đơn vào ngày 27 tháng 11 đó thì nạp đơn để có thể được chấp thuận, được thu mua cổ phần của GBTC thì phải tốn thời gian để mà được duyệt. Và cuối cùng cho đến ngày 31 tây thì mới duyệt xong hết và mới hoàn thành. Nhưng mà trong thời gian đó giá cả đã tăng lên thì đương nhiên là họ phải làm gì đó để cho đẩy giá xuống. Thì đây đương nhiên là suy nghĩ cá nhân của Thuận các bạn có thể là có cái suy nghĩ riêng của mình. Thuận chỉ có thể để chia sẻ với các bạn những gì mà chúng ta thấy được mà thôi. Cho nên một trong những điều mà các bạn thấy là trong thị trường không phải chỉ riêng là Bitcoin mà hiện tài chính các bạn đừng nghe những gì người khác nói mà hãy nhìn. Những gì người khác làm đó mới là cái điều quan trọng hơn Và cuối cùng họ đã thu mua được Bitcoin với cái giá là 34.200 đô thay vì mua ở mức giá là 38.400 đô Và đương nhiên họ thu mua là cổ phần của GBTC chứ không phải là Bitcoin thật sự Nhưng mà đứng sau lưng GBTC đó chính là Bitcoin thật sự Đây là thông tin liên quan tới công ty Guggenheim Thì để Thuận chia sẻ thêm một cái tài liệu Tài liệu này là được gửi tới email cho Thuận Sau đó chúng ta mới nói về cái tài liệu các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây là cái bài phân tích của Classno Và đây là phân tích bản thông mới vừa dựng được, được hồi sáng này thì bài phân tích này cũng không dài lắm nhưng mà chỉ có một số điều thường muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết thường thấy đây là một điều mà rất là thú vị Đây là một cái biểu đồ trên classno gọi là Stable Coin Supply Ratio hay là SSR Thì biểu đồ này nói lên điều gì? Biểu đồ nói lên một điều là các bạn thấy là trên màn hình đó Thì chúng ta có cái đường màu xám này, đây chính là giá của Bitcoin Và cái đường mà màu cam này, đó chính là cái chỉ số SSR này thì chỉ số SSR này là gì? Chỉ số SSR này là cái chỉ số là hiện bây giờ so với lại bao nhiêu Bitcoin đó thì có bao nhiêu đồng ổn định ở trên thị trường. Có nghĩa là cái chỉ số này để thuần trở lại để các bạn thấy rõ hơn. Có nghĩa là chúng ta nói là cái chỉ số này nếu như mà càng thấp có nghĩa là trên thị trường nó có nhiều đồng ổn định. Tại vì cái công thức đó là lấy bao nhiêu Bitcoin chia cho độ ổn định. Thì nếu như mà có càng nhiều Bitcoin mà ít đồng ổn định đó, thì chỉ số này nó sẽ tăng lên. Nhưng mà ngược lại nếu như mà có ít Bitcoin mà nhiều độ ổn định hơn Thì cái chỉ số cái đường mà màu cam này sẽ đi xuống Thì điều mà các bạn cần nên hiểu đây đó Là cái thời gian gần đây Chỉ số này là đang trên con đường đi xuống Có nghĩa là càng ngày lại càng có thêm Đồng ổn định được in ra Và đương nhiên là khi mà chúng ta có Cái tình hình là cái đường mà màu cam này đi xuống đó Đó chính là cái dấu hiệu Là thị trường đang có được nhiều độ ổn định Và sẵn sàng để có thể đẩy vào những crypto Và đương nhiên một trong những crypto lớn nhất Thường được nhiều độ ổn định được đẩy vào Đó chính là Bitcoin đây là cái tài liệu liên quan tới cái biểu đồ SSR này Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang có rất nhiều ổn định ở trên thị trường Chờ sẵn để mà mua Kế tiếp là một cái tài liệu để thường chia sẻ với các bạn Đó chính là cái tài liệu bởi Willy Wu Thì đây cũng là một biểu đồ, biểu đồ này gọi là SOPR Thì biểu đồ này đó, các bạn thấy được là đương nhiên cái đường mà màu xám phía bên trong này Chính là giá của Bitcoin và cái đường mà màu vàng bên ngoài này đó chính là cái chỉ số Thì chúng ta không cần phải hiểu nhiều để thường giải thích một cách đơn giản thì khi mà chỉ số này mà cao đó có nghĩa là các bạn thấy là cái thời điểm đó những người mà bán Bitcoin đó họ đang có lời rất nhiều khi mà chỉ số này xuống thấp đó có nghĩa là khi mà họ bán đó thì không có lời nhiều và các bạn có thể thấy đây gần đây chuyện gì đã xảy ra gần đây là chúng ta đã chạm vào bên dưới có nghĩa là thấp nhất có thể rồi có nghĩa là bây giờ những cái Bitcoin mà đang được bán đó thì cái người bán với người mua đó thì các bạn thấy được là không có lời nhiều hoặc là không có lời luôn tùy theo là ngày nào có nghĩa là sao có nghĩa là cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là bây giờ những bitcoin đang bán trên thị trường đó họ không còn lời nhiều nữa có nghĩa là có ít người với cửa hơn đang chốt lời tại vì những người mà cần chốt lời họ đã chốt lời rồi ở những cái mức này và bây giờ những cái bitcoin bây giờ trên thị trường hầu như là không còn có lời có nghĩa là bây giờ nếu như mà mọi người muốn bán đó là phải chờ giá cả tăng lên thì họ mới bán chứ nếu như mà bây giờ họ bán họ sẽ không có lời thậm chí nếu như giá đi xuống mà họ bán họ sẽ bị lỗ đây là một trong những cái điều cho các bạn thấy được là nếu như mà nhiều người bây giờ giữ bitcoin mà đã bắt đầu không có lời rồi thì họ sẽ tiếp tục giữ để khi nào có lời họ mới bán thì đây là hai cái dấu hiệu chúng ta sẽ nói thêm về một số những dấu hiệu khác nữa rồi thực sự chia sẻ với các bạn những điều này có nghĩa là gì